chào các bác nhé. Limit này, limit trên Hyundai Accent này, đấy, Cruise Control này, Android Auto này, Absolute theo xe này. Bác nào cần thì liên hệ em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Đấy, độ limit này khi mà mình cài tốc độ 45 chẳng hạn thì mình có đạp ga, đạp nữa thì nó không lên được nữa. Nếu mà trường hợp mà lên quá thì nó sẽ báo hiệu báo tinh cho mình luôn. Đấy, em đang đạp quá ga này. Đấy, đạp quá ga này. Đấy, nó sẽ báo cho mình luôn.